Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Ai là người được hưởng âm đức? Thế nào là âm đức? Thế nào là dương đức? Người xưa có câu nói: tiền tích đức hậu tầm long, có nghĩa là trước phải có được đức, phải tu nhân tích đức, sau mới nghĩ tới chuyện tìm sự giàu sang phú quý. Ở đây tầm long có nghĩa là tìm long mạch tốt để tạo ra sự phát đạt giàu sang. Lại có thêm một câu nói: có đức mặc sức mà ăn, cũng với ý nghĩa tương tự. Một chữ đức không ngờ lại ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa sâu xa và thiên cơ to lớn tới như vậy. Và đây cũng là những thông điệp mà người xưa muốn truyền lại cho nhân loại, đặc biệt là con người ngày nay khi mà càng ngày càng xa rời đạo, cận kề những mối nguy hiểm. Chữ đức hay nói đúng hơn là ăn ở có đức là điều rất quan trọng. Có thể nói chữ đức quyết định hết thảy tới mọi thứ của con người, sâu cạn, ít nhiều của đức hạnh sẽ quyết định tới phúc phận, vận mệnh của con người. Tuy nhiên, đức lại được phân chia thành âm đức và dương đức. Đây là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược với nhau với những ý nghĩa khác nhau. Và để tìm hiểu kỹ hơn âm đức là gì, dương đức là gì, ai sẽ là người được hưởng âm đức, xin mời các bạn hãy cùng kênh Tử Vi chúng ta đón xem trong video dưới đây nhé. Chữ đức có ý nghĩa như thế nào? Trong Hán tự, chữ đức bao gồm bộ xích ghép với bộ thập, chữ mục và chữ nhất, kèm theo đó là một chữ tâm cấu tạo thành chữ đức. Trong Thuyết Văn Giải Tự giải nghĩa đức thăng giã, nghĩa là đức có nghĩa là lên cao, có hàm ý chỉ đạo đức tâm tính của con người cần phải thăng hoa lên cao. Bởi đức có nghĩa là lên tầng thứ cao nên cũng có nghĩa chỉ người tu luyện hàng ngày, tu luyện cách tinh tấn, do đó chữ đức có bộ xích bước đi nhỏ. Sự thăng hoa đạo đức tâm tính của con người hay sự tinh tấn của người tu luyện là những bước đi nhỏ, chứ không phải là chạy, không phải là nhảy, cũng không phải tản bộ trên mặt đất hay rào bước, mà mỗi bước mỗi dấu chân đi lên, leo lên cao. Đối với con người mà nói, đức lớn hay nhỏ quyết định năng lực cá nhân lớn hay nhỏ, cũng như quyết định mức độ hạnh phúc, hướng đi và tầng thứ luân hồi của người đó. Cho nên muốn đắc được thì cần phải đắc cái đức, mà muốn đắc thì phải thất. Muốn đắc được thì phải xả, buông bỏ những toàn tính, những dục vọng, những thói quen xấu. Muốn đắc được thì phải phó xuất. Và theo thuyết pháp của Phật gia, đối với người tu luyện thì đức lớn hay nhỏ sẽ quyết định mức độ dễ hay khó tu luyện, công cao hay thấp, tầng thứ và quả vị có thể đạt được của người đó. Bên phải chữ đức là thập mục nhất tâm, mười mắt một lòng. Trước tiên nói về chữ nhất, chúng ta đều hiểu nhất là số 1 là đơn giản nhất, nhưng thực tế số này phức tạp nhất. Trong Thuyết Văn Giải Tự, chữ nhất được giải nhiều nghĩa nhất, trong đó có nói rằng ban đầu thái cực và đạo hình thành bởi chữ nhất, tạo thành phân chia trời đất, hóa thành vạn vật. Do đó nhất là thủy tổ của vạn vật, là cội nguồn của tất cả mọi thứ. Từ nhất phái sinh ra âm dương, phái sinh ra trời đất. Cho nên chữ nhất một nét ngang này thực tế là phân chia trời, đất, trên là trời, dưới là đất. Còn chữ thập là thập phương thế giới, tứ diện bát phương, có nghĩa là thế giới mười phương hay bốn mặt tám phương. Như vậy chữ đức này có ý nghĩa rất thâm sâu. Trên chữ nhất là thập mục, có nghĩa là khắp trên trời đều là con mắt. Còn ở dưới chữ nhất là chữ tâm, nghĩa là dưới đất là nhân tâm, tâm của con người. Như vậy có nghĩa là mắt trời đang nhìn lòng người. Âm đức là gì? Dương đức là gì? Âm ở đây không phải là âm dương, mà nó được hiểu như âm công, âm đức, âm phúc. Nó mang một ý nghĩa khác là ám, tức là thầm lặng, âm thầm hay kín đáo, không biểu lộ ra bên ngoài chẳng hạn. Điều này mang ý nghĩa như người làm việc thiện phải làm trong sự thầm lặng, một cách kín đáo hay lặng lẽ và không hề phô trương. Mọi người thường hay nói tích âm đức. Vì sao nói như vậy? Rốt cuộc câu nói này có ý nghĩa như thế nào? Trước tiên chúng ta phải hiểu, làm việc tốt để người khác biết, người ta gọi là dương đức. Dương đức thì phúc báo nhanh, người ta sẽ ca ngợi bạn, tuyên dương bạn, báo đáp bạn bằng những vật chất hay khen thưởng biểu dương. Dương đức đã được báo đáp rồi thì sẽ hết. Còn với trường hợp làm việc tốt mà không để người khác biết, người ta gọi là âm đức.
âm đức dù không được ai biết đến, không được ai biểu dương, nhưng phúc báo tích được rất lớn và tích được rất lâu dài. Âm đức sẽ được trời báo, dương thiện sẽ được tiếng thơm trên đời. Cũng có người nói rằng âm đức là chỉ những việc tốt đã làm ở dương gian mà lại được ghi công tại âm gian, là những việc tốt làm một cách âm thầm, lặng lẽ. Tục ngữ có câu nói rằng con người hành thiện thì trời đất đều biết, ắt có phúc báo. Hành thiện chính là chỉ âm đức, con người tích đức càng nhiều thì phúc báo càng lớn. Âm đức trong dân gian còn gọi là âm chất, lặng lẽ an định lòng dân. Trong cuốn sách Khuyến Thiện, Văn Sướng Đế Quân Âm Chất Văn nói rằng dẫu chúng ta làm việc tốt hay việc xấu thì đều có báo ứng với bản thân, người nhà mình. Đó chính là gần thì ứng với thân, xa thì ứng còn cháu. Đừng sợ làm việc tốt thì sẽ phải chịu thiệt thòi. Hành thiện tích đức, đức ấy vĩnh viễn là của bạn, người khác không thể trộm được, không thể cướp được. Tự mình tu đức thì tự mình được phúc báo, vì đức là một loại năng lượng. Tuy đức không thể nhìn thấy, không thể sờ thấy, nhưng không lúc nào và không nơi nào là không tồn tại. Dương đức sẽ không được lâu dài, đa số tùy theo việc làm tốt mà nhận được phúc báo ngay trong đời. Âm đức thì tích được lâu, hơn nữa càng tích càng lớn, càng tích thì càng dày, lại còn có thể để lại phúc trạch cho con cháu. Do đó làm việc thiện thì nên xuất phát tự đáy lòng, không nên truy cầu để cho người khác biết. Người xưa rất coi trọng âm đức, cho rằng âm đức mới là chân quý, còn dương đức chỉ là một chút hư danh, không có giá trị thực tế đối với sinh mệnh. Sống ở trong đời, chúng ta cần có một tấm lòng, và tấm lòng đó chỉ để gió cuốn đi, đó chính là âm đức. Thế nào là tích âm đức? Âm đức đạt được chính là nhờ những việc tốt mà không cần báo đáp. Dẫu người khác thờ ơ, lạnh nhạt, cười chê, kỳ thị thì cũng chẳng để tâm. Xây cầu đắp đường, đào giếng dẫn nước, châm đèn rót trà, quyên góp lò tang sự, cứu trợ lúc hiểm nguy đều là việc tích âm đức. Chúng ta không cần cầu công danh, không xưng mình là người thiện, không tung hô, lại càng có được âm đức. Từ việc lớn như thấy người gặp nguy nan, dũng cảm ứng cứu, đến việc nhỏ như tiện tay nhặt rác trên đường, giúp người không trượt ngã cũng là âm đức. Âm đức có thể thấy trong những việc nhỏ không đáng kể trong cuộc sống. Thậm chí âm đức còn thể hiện trong cử chỉ tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng luôn mỉm cười với mọi người, giúp đỡ kẻ phiền lòng, giải mối phiền ngàn thu, chuyên tâm với công việc của mình khiến cho lãnh đạo yên lòng, đồng nghiệp mãn nguyện, đó cũng chính là âm đức. Sau đây là một số câu chuyện về việc tích âm đức mà kênh Tử Vi muốn giới thiệu cho tất cả bạn đọc. Xin mời các bạn cùng nhau lắng nghe. Câu chuyện thứ nhất. Xưa có một nhóm các nho sinh đến tham vấn Hòa Thượng Trung Phong, thưa hỏi rằng nhà Phật đưa ra thuyết nhân quả báo ứng như hình với bóng, nhưng nay thấy người kia làm việc thiện mà con cháu không được hưng thịnh, lại thấy người nọ làm việc ác mà con cháu dòng họ sùng túc thịnh vượng. Như vậy thuyết của nhà Phật thật chẳng lấy làm gì để căn cứ cả. Hòa Thượng Trung Phong đáp: khi cảm xúc trần tục chưa dứt sạch thì con mắt chân chính chưa thể khai mở. Đối với việc thiện mà xem là ác, đối với việc ác lại xem là thiện. Những việc như thế thường rất gặp. Tại sao các ông không tự trách mình, trách những sai lầm của mình, ngược lại oán trách sự báo ứng của đạo đời cho là sai lệch? Các nho sinh liền hỏi: thiện và ác là hai điều trái ngược nhau, tại sao có thể nhận biết điên đảo như thầy nói? Hòa Thượng liền bảo mỗi người hãy đưa ra sự mô tả để phân biệt thiện và ác. Một người nói: mắng nhiếc, nhục mạ người khác là ác, cung kính, lễ phép với người khác là thiện. Hòa Thượng Trung Phong nói: chưa hẳn đã như vậy. Một người khác nói: tham muốn tiền của, làm bậy để lấy của người khác là ác, ngay thẳng, thanh mạch, không lừa gạt lấy của người khác là thiện. Hòa Thượng Trung Phong lại nói: cũng chưa hẳn là như vậy. Mỗi người trong nhóm nho sinh đều nói ra cách hiểu của mình, nhưng Hòa Thượng Trung Phong đều nói là chưa đúng. Cuối cùng cả nhóm thưa thỉnh ngài để nói ra lý lẽ đúng nhất. Hòa Thượng bảo: việc làm mang lại lợi ích cho người khác, đó là thiện. Việc làm chỉ mưu lợi ích riêng cho bản thân, đó là ác. Nếu có thể mang lại lợi ích cho người, thì việc mắng nhiếc, nhục mạ cũng là điều thiện. Nếu chỉ vì lợi ích riêng tư cho bản thân mình, thì việc cung kính, lễ phép với người khác cũng đều là ác. Vì thế, người làm việc thiện lấy sự lợi ích cho người khác làm việc chung thì việc chung ấy là chân thật. Xem lợi ích của bản thân mình là việc riêng tư, việc mưu lợi riêng ấy là giả dối. Làm việc thiện xuất phát từ tâm chân thành là chân thật,
Còn không xuất phát từ bản tâm, chỉ bắt chước làm theo là giả dối. Làm việc thiện mà hoàn toàn không vướng chấp vào hình tướng là chân thật. Vướng mắc nơi hình tướng phân biệt là giả dối. Đối với hết thảy những việc tương tự khác, các ông đều nên dựa theo nguyên tắc nêu trên mà tự mình khảo xét phân biệt giữa thiện hay ác, chân thật hay giả dối. Câu chuyện số 2: Âm đức lớn quỷ thần kính sợ. Quan Thượng Thư họ Ưng, người Đài Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, thuở thanh niên học tập trong vùng núi, ban đêm có bọn ma quỷ thường tụ tập kêu rú khiến cho mọi người kinh sợ, nhưng riêng với ông lại không chút sợ sệt. Một đêm nọ, ông nghe tiếng quỷ nói: có một người phụ nữ kia vì chồng đã đi quá lâu không về, cha mẹ chồng nghĩ con mình đã chết nên ép cô ấy phải lấy chồng khác. Cô ấy không chịu nên đêm mai sẽ thắt cổ tự tử nơi ấy. Vậy là ta có người thế thân rồi. Họ Ưng nghe được tên của người phụ nữ trong câu chuyện, ông liền ngầm bán ruộng nhà được 4 lượng bạc, sau đó viết một bức thư giả làm thư của người chồng gửi về nhà, kèm theo cả 4 lượng bạc. Cha mẹ chồng của người phụ nữ kia xem được thư, xem được chữ viết thì không phải là con mình nên nghi ngờ, nhưng rồi lại nghĩ thư có thể giả nhưng tiền làm sao mà giả được. Vì thế họ cho rằng con mình vẫn bình an, không xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ kia nhờ vậy mà không bị ép lấy chồng khác. Về sau người chồng quay về, vợ chồng lại được đoàn tụ như xưa. Một đêm nọ, họ Ưng lại nghe quỷ nói với nhau: ta sắp có người thế thân rồi, chỉ do gã tú tài mà phá hỏng chuyện của chúng ta. Có một con quỷ gần đó hỏi: thế sao mày không hại nó? Con quỷ kia đáp rằng: thượng đế thấy người này tâm địa tốt cho nên đã truyền lệnh ghi âm đức cho ông ta, sau này sẽ lên làm quan thượng thư, tao làm sao mà có thể hại được. Họ Ưng nghe như vậy thì càng thêm nỗ lực, việc thiện ngày càng làm được nhiều, âm đức ngày càng thêm sâu dày. Gặp năm mất mùa đói kém, ông liền mang gạo nhà đem ra cứu cho người đói. Gặp người thân thích có việc nguy cấp, ông liền ân cần giúp đỡ họ vượt qua. Gặp những hoàn cảnh trái nghịch, ông thường quay lại xét lỗi của mình rồi vui vẻ chấp nhận. Con cháu của ông đỗ đạt thành danh, tính đến nay số lượng rất nhiều. Câu chuyện số 3: Họ Từ tích âm đức. Tại huyện Thương Thục thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có người tên Từ Thức, hiệu là Phượng Trúc. Cha của ông vốn là người giàu có. Gặp một năm mất mùa đói kém, cha ông là người trước tiên trong toàn huyện đề xướng việc hủy bỏ không thu tô của nông dân, sau đó lại mang lúa gạo trong nhà ra phân phát để cứu giúp cho người thiếu đói. Đến đêm nghe quỷ thần nơi đây hô to rằng: ngàn vạn lần quyết không lừa dối, tu tài nhà họ Từ sẽ đỗ cử nhân. Nhiều đêm liên tiếp nghe tiếng hô to như vậy, năm ấy Phượng Trúc dự kỳ thi hương quả nhiên đã đỗ cử nhân. Cha ông nhân đó thì càng nỗ lực làm thiện, âm đức tích càng nhiều hơn, không chút biếng trễ. Những việc như tu sửa cầu đường, cúng dường trai tăng, cứu giúp người nghèo đói, cho đến hết thảy những việc mang lại lợi ích cho người khác, ông đều cố hết sức làm. Về sau lại nghe tiếng quỷ thần hô to nơi cửa quan rằng: ngàn vạn lần quyết không lừa dối, cử nhân nhà họ Từ sẽ làm quan đến chức thượng thư. Về sau quả nhiên Phượng Trúc đã làm quan tới chức tuần phủ lưỡng chiết. Câu chuyện số 4: Âm đức lớn hỏa thần cũng tránh. Vào triều Minh, năm đầu của niên hiệu Gia Tĩnh, có người họ Kim ở huyện Nghi Chân, tỉnh Giang Tô mở một hiệu cầm đồ trong thị trấn. Bấy giờ giặc cướp ẩn trú trên sông Trường Giang, đêm đêm thường xuyên xuất hiện cướp đoạt của những nhà giàu có, gần như không có một nhà nào có thể thoát được. Duy nhất chỉ có nhà họ Kim chưa từng bị chúng động đến. Quan địa phương đã nghi ngờ rằng họ Kim kia có sự thông đồng với bọn giặc đến cướp. Đến lúc bắt được một tên cướp, liền tra hỏi xem tại sao chúng lại không cướp nhà họ Kim, thì tên cướp kia nói: trước đây cũng có lần định đến đó cướp, nhưng mà chợt thấy trên nhà có vô số các vị thần mặc áo giáp vàng, chúng tôi sợ không dám phạm đến. Quan huyện không tin, cho gọi những người gần nhà họ Kim để hỏi, họ đều nói rằng nhà họ Kim đúng là rất nhân đức, tích âm đức rất nhiều. Các hiệu cầm đồ khác đều cân non, cân già, chỉ có nhà họ Kim là giữ đúng mực công bình, định giá cho người lại hết sức rộng rãi, mà thời hạn chuộc lại cũng có kéo dài không gấp rút. Nếu biết được có những người gần gũi mà già yếu, có con nhỏ hoặc nghèo khó, khi phải có việc mang đến cầm đồ liền phá lệ không lấy lãi,
nhà ấy còn có lệ, mùa đông không tính lãi áo ấm, mùa hè không tính lãi áo mát, năm nào cũng vậy, cốt được để người ta dễ dàng chụp về mà dùng. Ấy là trời giúp người hiền, nên có thiện thần bảo vệ. Quan huyện nghe như vậy rồi hết sức ca ngợi và tán thán, và liền đặc biệt tuyên dương khen thưởng nhà họ Kim. Câu chuyện số 5, âm đức ẩn mật. Trong khoảng niên hiệu Tuyền Đức Triều Minh, triều đình thường sai thái giám đưa người sang phương Tây để tìm châu báu, tiêu tốn tiền bạc nhiều vô kể, lại khiến cho vô số người phải bỏ mạng trên đường. Đến thời vua Anh Tông, niên hiệu Thuận Thiên, có người tâu lên vua xin lặp lại. Hoàng đế liền hạ lệnh cho binh bộ thượng thư là Hạng Trung tìm lại quyển sách ghi chép việc đó để thực hiện. Bấy giờ, Lưu Đại Hạ đang giữ chức lang trung liền lẻn vào thư khố để giấu sách đi. Các quan lại đến sau không tìm được, việc ấy cuối cùng phải bãi bỏ. Về sau, thượng thư Hạng Trung đem việc sách bị mất ra khiển trách các quan thuộc cấp. Lưu Đại Hạ liền cười mà nói rằng, ấy là chính sách tệ hại. Ví giả như sách ấy hiện còn thì cũng nên hủy đi để trừ bỏ cho tận gốc, huống chi lại còn truy hỏi việc sách còn hay mất để làm gì. Hạng Trung nghe nói hoảng sợ, tạ lỗi rồi nói rằng, âm đức của ông quả là cảm động thấu trời, chức quan của tôi nên thuộc về ông mới đúng. Quả nhiên về sau, Lưu Đại Hạ làm đến chức quan Thái Bảo Đại Tư Mã, con cháu nhiều đời cũng đều được vinh hiển phú quý. Chúng ta thấy rằng, người dùng tài năng làm việc thiện sẽ tích được đại đức, phú quý muôn đời. Nhưng nếu dùng nó làm việc xấu thì từ đó sẽ tổn hại âm đức, mệnh đoàn mà gia tộc cũng có thể tiêu vong. Cho nên, có người đã so sánh rằng cây bút của văn nhân là y thuật của thầy thuốc. Thiện ý thì có thể cứu người, ác ý có thể giết người, mà giết người thì phải đền mạng, đây là thiên lý. Cho nên những người mệnh yểu có liên quan tới những việc xấu đã làm trong quá khứ. Còn người chúng ta sinh ra giống như một tờ giấy trắng, sống thiện thì thành người thiện, sống ác thì thành người ác. Bởi vậy mà Phật dạy chúng ta phải tu tâm hàng ngày, hàng giờ để sửa mình, cố gắng trở thành người thiện, tu được nghiệp lành. Người ta đấu đá, người ta tranh giành, so bì, tị nạnh lẫn nhau, rốt cuộc là vì thứ gì? Bởi vì đời người quá ngắn ngủi, mấy chục năm tưởng dài mà trôi nhanh giống như cái chớp mắt, rồi cuối cùng lại trở về với cát bụi. Thứ mang theo chỉ có tội hoặc phúc. Như vậy, âm đức có thể có nhiều cách để tích. Chúng ta hãy là một người sống chan hòa, không hại người, giúp đỡ người khác. Nếu có thể thì chúng ta đã có thể tích được âm đức rồi. Các bạn đã được lắng nghe video ai là người được hưởng âm đức, thế nào là dương đức.